Hôm 31 tháng 3, phe thân Nga nói Ukraine đã oanh tạc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk 34 lần trong một ngày. Thành phố Kherson chìm trong pháo kích dù đã được giải phóng. Vụ pháo kéo Mostabi của Nga càn quét thành trì Ukraine ở miền đông. Nga liên tục đổi chiến thuật tấn công bằng UAV. Ukraine cảnh báo sự công phá cực mạnh của bom bay. Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ tung hoành ở sườn phía đông NATO, truy sát tên lửa Nga. NATO nói Nga phải chấm dứt diễn ngôn hạt nhân vô trách nhiệm. Tổng thống Zelensky khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân cho thấy cuộc hội đàm với Trung Quốc thất bại. Chuyên gia Nga nói Hungary đã phát hiện tín hiệu NATO đang chuẩn bị chiến tranh với Nga. Các nước Baltic thống nhất ủng hộ thành lập tòa án đặc biệt để luận tội Nga. Kính chào quý vị đang đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Phái đoàn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, TPA tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về tội ác chiến tranh hôm 31 tháng 3 cho biết quân đội Ukraine đã tấn công lãnh thổ TPA 34 lần trong một ngày qua, khiến một thường dân bị thương. Theo hãng thông tấn TASS, trong 24 giờ qua, phái bộ TPA đã ghi nhận các cuộc oanh tạc vào khu vực Donetsk bởi lực lượng Ukraine. Kiev đã sử dụng pháo 152mm và 155mm cùng nhiều hệ thống phóng tên lửa khác để tấn công. Nhìn chung, quân đội Ukraine đã bắn 171 quả đạn pháo vào TPA, cụ thể là vào khu vực Alexandrovka, Korovka, Donetsk và Makeyevka. Tổng cộng có 11 cuộc tấn công bằng pháo kích vào lãnh thổ TPA đã được ghi nhận vào ngày 30 tháng 3. Vào ngày 31 tháng 3, quân đội Nga đã tấn công 54 lần vào thành phố Kherson. Chính quyền địa phương cho biết đã có 3 thường dân thiệt mạng. Người đứng đầu cơ quan quân ủy thành phố, ông Alexander Prokudin đã báo cáo trên Telegram rằng Kherson đã bị quân Nga pháo kích liên tục, trong đó có 27 quả đạn pháo trúng vào các khu dân cư. 91 người đã được sơ tán khỏi khu vực sinh sống, dù nơi đó không bị Nga chiếm đóng. Trước đó, hãng thông tấn Ukrinform cho hay lực lượng Moscow đã tiến hành 5 cuộc tấn công, 16 cuộc không kích và khai hỏa 39 lần vào khu vực Kherson. Ngoài ra, họ còn dùng máy bay không người lái cảm tử để không kích thành phố, nhưng đã bị phòng không của Ukraine triệt hạ toàn bộ. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, các lực lượng Nga đã tuyên bố rút khỏi thành phố Kherson sau nhiều tháng nắm quyền kiểm soát. Đây được xem là chiến công lớn của quân đội Kiev trong giai đoạn cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau khi rút quân về hữu ngạn sông Dnipro, Nga vẫn thường xuyên tấn công các khu vực bên kia sông bằng hỏa lực. Chính quyền quân sự khu vực Zaporizhia hôm 31 tháng 3 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã tấn công vùng này 56 lần bằng tên lửa và đạn tăng, khiến hỏa hoạn bùng phát ở một số nơi, trong đó có một nhà trẻ. Giới chức địa phương cũng nhận được khoảng 30 báo cáo khác với nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và hư hại. May mắn không có thương vong. Người đứng đầu chính quyền, ông Yuri Malasko cho biết trên Telegram rằng Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia Ukraine sẽ tổ chức một cuộc họp để đưa ra các giải pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào tuần này, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng ở Zaporizhia, đông nam Ukraine, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, lời cảnh báo được ông Grossi đưa ra trước chuyến thị sát đến cơ sở này. Hãng thông tấn IAEA Novosti hôm 1 tháng 4 dẫn lời giám đốc trung tâm báo chí của nhóm quân miền Nam thuộc lực lượng vũ trang Nga, ông Ivan Bikma cho biết quân đội Nga mới đây đã phá hủy một khẩu lựu pháo D-20 của Ukraine, cũng như một trung đội 10 quân nhân ở Adiivka, miền đông Ukraine. Theo ông, vụ pháo kéo Mostabi của lữ đoàn pháo binh thuộc khu phía Nam đang hoạt động cật lực ở hướng Adiivka. Những khẩu đội lựu pháo này đã tiêu diệt một thành trì của trung đội của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cùng lúc đó cũng cho biết, trong cuộc giao tranh phản pháo, khẩu pháo D-20 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy bởi một khẩu đội pháo kéo 152mm Gersinby của Nga. Tại khu vực Marinka gần đó, quân đội Nga đã cho biết bắn hạ tới 15 máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Hôm 31 tháng 3, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Ainat cho biết, lực lượng Nga đang sử dụng chiến thuật mới mỗi khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine.
bao gồm các cuộc tấn công mới nhất vào đêm 31 tháng 3. Ông Eddard lưu ý rằng, ban đầu quân Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed vào ban ngày, sau đó triển khai vào ban đêm, và họ cũng nhận ra các tổ chức phòng không không thể tiêu diệt hiệu quả như ban ngày. Ông nói thêm, nhưng Ukraine đã nhận được các thiết bị hiện đại từ đồng minh, giúp tiêu diệt những chiếc Shahed này vào ban đêm. Ông Eddard cũng lưu ý rằng, Nga hiện đang sử dụng càng nhiều vũ khí mới, đặc biệt là bom bay. Ông nói, Ukraine sử dụng bom bay nhưng không sở hữu nhiều loại bom này. Theo người phát ngôn, quân Nga hiện đã bắt đầu hiện đại hóa bom nổ mạnh có trọng lượng 500 kg, trang bị cánh đặc biệt GPS để có thể tấn công các khu vực tiền tuyến mà không cần tàu sân bay để tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Ukraine. Quả bom này sẽ không bắn quá xa, nhưng dù là 10 đến 20 km thì cũng sẽ gây ra vấn đề lớn. Ông Eddard nói, đây cũng là mối đe dọa và cần phải có biện pháp đáp trả. Các hệ thống phòng không tầm xa và máy bay chiến đấu hiện đại chắc chắn sẽ có thể đẩy các thiết bị hàng không của Nga ra khỏi biên giới Ukraine. Theo Bộ Tham mưu Ukraine, vào đêm 31 tháng 3, Nga đã bắn 9 tên lửa phòng không S-300 vào khu vực Kharkiv, nắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Nga cũng đã phóng 10 máy bay không người lái, tấn công một chiều Shahed 136. Ukraine thông báo đã bắn hạ 9 trong 10 chiếc UAV này. Theo tờ Epoch Times đưa tin, hôm 31 tháng 3, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Mỹ đã được triển khai tới rìa phía đông của NATO, khu vực sát biên giới với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên không, tìm kiếm các hệ thống và máy bay tên lửa đất đối không của Nga. Các phi công thuộc phi đội tiêm kích 388 và 419 có trụ sở tại Ulan đã được cử đến Đức vào tháng 2 năm 2022 cùng với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 khi lực lượng Nga đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine. Sau đó, họ đã cử đi thực hiện các nhiệm vụ trên các quốc gia vùng Baltic khi xung đột nổ ra. Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, lực lượng không quân châu Phi cho biết, vào thời điểm đó, chúng tôi đang đối mặt với môi trường đầy biến động và việc triển khai F-35 tới sườn phía đông của NATO sẽ giúp tăng cường thế phòng thủ cũng như khả năng tương tác của Liên minh. Các máy bay F-35 được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các tên lửa đất đối không của đối thủ và theo dõi chúng để giúp hiểu rõ hơn về các cuộc tấn công có thể xảy ra. Theo báo cáo của Epoch Times, nhiệm vụ này cho phép các lực lượng không quân đưa ra đánh giá và nghĩ ra biện pháp đối phó trước các cuộc tấn công. Những chiếc F-35 đã theo dõi các hệ thống tên lửa ở Ukraine và Kaliningrad, một vùng lãnh thổ của Nga, giáp với đồng minh NATO là Ba Lan. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Epoch Times, Đại tá Craig Adder, chỉ huy cách máy bay chiến đấu thứ 388 của Mỹ cho biết, chúng tôi không vượt quá biên giới, chúng tôi không bắn hay thả bất cứ thứ gì. Máy bay phản lực luôn cảm nhận và thu thập thông tin rất tốt. Trong các nhiệm vụ, F-35 không phải lúc nào cũng xác định được thiết bị quân sự vì một số thiết bị như hệ thống phòng không có thể ngụy trang trên thực địa. Ông Adder chỉ ra rằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của Nga có thể làm được điều này. Ông nói rằng có những trường hợp máy bay chiến đấu không xác định được hệ thống tên lửa S-300. Tiêm kích tàng hình F-35 đôi khi còn được gọi là tiền lệ và xương sống của phi đội máy bay chiến đấu quân đội Mỹ. Nó được dự kiến sẽ thay thế một số máy bay cũ kỹ của kho vũ khí. Nhưng Lầu Năm Góc cũng phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề trong quá trình phát triển máy bay này do chi phí cao. Gần đây, Phó Trợ lý Tổng Thư ký NATO, ông Javier Glomina khẳng định việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ khiến nước này phải đối mặt với hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev hôm 30 tháng 3, ông nói Ukraine rằng luận điệu hạt nhân của Nga là nguy hiểm và vô trách nhiệm. NATO đang cảnh giác, chúng tôi sẽ theo sát tình hình. Tuy nhiên, ông Glomina cho rằng Liên minh quân sự không nhận thấy sự thay đổi nào của Nga đối với vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh, các thành viên NATO đã tuyên bố bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga cũng sẽ thay đổi cuộc chiến và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Moscow phải chấm dứt các diễn ngôn hạt nhân vô trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, ông Glomina cũng kêu gọi Belarus ngừng hành động như một bên kích động Moscow tiếp tục cuộc chiến bất hợp pháp ở Ukraine. Mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân, triển khai vũ khí này ra ngoài lãnh thổ. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm 31 tháng 3, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sàng đã nói, chúng tôi kêu gọi hủy bỏ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, đồng thời các quốc gia sở hữu vũ khí chiến thuật này không triển khai chúng ra nước ngoài. Bên cạnh đó, ông Cảnh Sàng cũng yêu cầu các cường quốc hạt nhân giảm thiểu nguy cơ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.
Theo các quan chức Trung Quốc, đề xuất của Bắc Kinh tại cuộc họp Hội đồng Bảo an có nội dung phản đối hành động tấn công nhằm vào các nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân, phi quân sự. Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình. Trong bài phát biểu hôm 31 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus cho thấy một cuộc hội đàm thất bại giữa Nga và Trung Quốc. Với hành động vừa qua, Nga muốn chứng tỏ vẫn có ảnh hưởng đến thế giới, điều mà Moscow đã đánh mất dưới thời Tổng thống Putin. Thứ hai, việc triển khai vũ khí hạt nhân báo hiệu Tổng thống Nga có thể thực hiện các bước đi nhằm giành chiến thắng về mặt chính trị. Khi Moscow không thể đạt được điều đó trên chiến trường, Tổng thống Ukraine nhận định. Reuters cho hay, những bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi Ukraine đánh dấu kỷ niệm ngày tái chiếm Bucha sau 33 ngày bị lực lượng Nga chiếm đóng. Lãnh đạo của quốc gia như Croatia, Slovakia, Slovenia, Moldova cũng đến Ukraine để họp mặt trong dịp này. Được biết, khi căng thẳng ngày càng leo thang với các quốc gia phương Tây, việc Nga đặt tên lửa hạt nhân chiến thuật ở Belarus là lần đầu tiên Moscow triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài thế giới từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng nếu cần thiết, Nga cũng có thể đặt tên lửa hạt nhân xuyên lục địa trong lãnh thổ của Belarus. Đại diện thường trực của Belarus tại Liên Hợp Quốc, ông Valentin Rybakov vào hôm 31 tháng 3 cho biết, việc triển khai vũ khí chiến thuật của Nga tại Belarus sẽ được thực hiện theo Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân NPT và quyền kiểm soát các đầu đạn cũng như công nghệ hạt nhân sẽ vẫn nằm trong tay Nga. Tại cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Rybakov nói các biện pháp này đang được tuân thủ nghiêm ngặt theo các điều khoản của NPT. Quyền kiểm soát các đầu đạn hạt nhân cũng như công nghệ vẫn nằm trong tay Nga. Theo NPT, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không được chuyển giao vũ khí hạt nhân cũng như quyền kiểm soát những vũ khí đó đến bất kỳ ai. Và các quốc gia phi hạt nhân có nghĩa vụ không chấp nhận vũ khí hạt nhân hay kiểm soát những vũ khí đó. Vào ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Nga sẽ triển khai vũ khí chiến thuật của mình ở Belarus theo yêu cầu của phía Belarus và cũng là cách mà Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Moscow đã chuyển giao cho Minsk hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, ông Putin nói, cơ sở lưu trữ và vũ khí hạt nhân chiến thuật đang được xây dựng trên lãnh thổ Belarus, dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Ngày 31 tháng 3, phản ứng trước việc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận nhất của Nga, kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine và tiến hành đàm phán hòa bình. Điện Kremlin cho biết, lệnh ngừng bắn ngay ở Ukraine sẽ không giúp nước này đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga đã ghi nhận tuyên bố trên của ông Lukashenko và Tổng thống Putin sẽ thảo luận với người đồng cấp Belarus vào tuần tới. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không đạt được mục tiêu ở Ukraine nếu giao tranh chấm dứt. Liên quan đến Ukraine, không có gì thay đổi. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục ở đó là cách duy nhất để đạt được mục tiêu của Nga. Ông Peskov nói, về phía Kiev, cố vấn cao của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak ngày 31 tháng 3 cũng đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Belarus. Bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng có nghĩa là Nga có quyền ở lại các vùng lãnh thổ họ chiếm đóng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ukraine có quyền di chuyển binh lính và thiết bị quân sự trên lãnh thổ của mình nếu thấy cần thiết, ông Podolyak nhấn mạnh. Theo Reuters, Nga tuyên bố sẵn sàng để thiết lập hòa bình, nhưng chỉ theo các điều kiện của họ. Moscow khẳng định Kiev phải chấp nhận thực tế mới trên thực địa, nơi Nga đã chiếm giữ và tuyên bố sáp nhập. Moscow nói rằng Mỹ và các đồng minh của họ sử dụng Ukraine như một phần của cuộc chiến hỗn hợp, trong đó họ nhắm đến việc gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Ukraine và phương Tây coi tuyên bố của Nga là cái cớ để Moscow biện minh cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà khoa học chính trị người Nga, phó giáo sư tại trường kinh tế cao cấp, ông Andrei Sutantsev, mới đây đã bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, khi ông Orbán nói rằng các nước thuộc Liên minh châu Âu đang tiến gần hơn với việc thảo luận cử lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên minh đến Ukraine. Ông Sutantsev cho rằng Thủ tướng Hungary đã phát tín hiệu cho Nga rằng NATO đang chuẩn bị cho chiến tranh. Theo nhà khoa học chính trị, châu Âu hiểu rằng Kiev sẽ không thành công trong cuộc phản công của mình và có lẽ Ba Lan sẽ ngày càng dính líu nhiều hơn vào cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine. Ông Sutantsev nói, ông Orbán là người đã tiết lộ thông tin này. Ở mức độ nào đó, chúng ta phải biết ơn ông ấy, vì ông ấy đã cảnh báo rằng
NATO đang chuẩn bị tấn công. Đây sẽ là sự hủy diệt nước Nga. Trước đó vào đầu tháng 3, ông Orbán tuyên bố các nước phương Tây hiện đang tiến rất gần đến việc tiến hành thảo luận và khả năng gửi quân tới Ukraine. Theo người đứng đầu cơ quan chính phủ Hungary, lãnh đạo các nước phương Tây đã mắc phải cơn sốt quân sự, khiến họ đang gửi ngày càng nhiều loại vũ khí nguy hiểm tới Ukraine, đặc biệt là khi đã có các cuộc thảo luận về việc gửi máy bay chiến đấu đến Kiev. Đây từng được xem là điều cấm kỵ. Ông Orbán cũng lưu ý rằng thế giới chưa bao giờ chứng kiến một cuộc xung đột vũ trang cục bộ như trận chiến ở Donbass, trở thành nguyên nhân bùng phát chiến tranh thế giới, nhưng việc này ngày càng có khả năng xảy ra. Cũng trong cuộc họp Hội đồng Bảo an, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kilisya khẳng định Nga đang dối trá ngay cả với quốc gia mà họ coi là đối tác chiến lược. Trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus của Moscow, ông Kilisya nêu rõ, chỉ mất 4 ngày để ông Putin vi phạm cam kết mà ông ta cùng ký với Hội đồng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình. Ông Kilisya trích dẫn tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Nga-Trung có nội dung là tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên kiềm chế triển khai vũ khí này ra bên ngoài lãnh thổ. Vị đại sứ cũng lưu ý rằng Bắc Kinh đã nhắc nhở Moscow là không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột hạt nhân. Do đó, kế hoạch phổ biến vũ khí hạt nhân đang được ngăn chặn. Theo ông Kilisya, khác với Nga, lập trường của Trung Quốc về vũ khí hạt nhân rất chắc chắn và rõ ràng. Ông Kilisya nhắc lại rằng Ukraine và Nga đều tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và ký bản ghi nhớ Budapest vào năm 1994 để đảm bảo an ninh hạt nhân. Ông Kilisya nhấn mạnh, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới của mình. Tuy nhiên, Liên bang Nga lại không thực hiện đúng nghĩa vụ, theo như bản ghi nhớ Budapest. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu, trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley mới đây cho biết rằng Ukraine khó có thể đạt được mục tiêu quân sự chính của mình là đẩy lùi quân đội Nga và chiếm lại tất cả lãnh thổ trong tương lai gần. Quan chức quân sự Mỹ cho biết, tôi không nghĩ rằng việc này có khả năng được thực hiện trong năm nay. Ông cũng nhắc lại, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố công khai nhiều lần rằng mục tiêu của Ukraine là đánh đuổi tất cả lực lượng Nga khỏi vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông Milley nhấn mạnh, đó là một nhiệm vụ quân sự quan trọng, là một nhiệm vụ quân sự rất, rất khó khăn. Ông kết luận, tôi không nói là không thể làm được, tôi chỉ nói rằng đó là nhiệm vụ rất khó khăn. Hồi giữa tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin cho rằng Ukraine không còn thời gian để lãng phí cho cuộc phản công sắp tới trước Nga, và Mỹ đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho Kiev đạt được những bước tiến quan trọng trên chiến trường. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh Bucha, Tổng thống các quốc gia vùng Baltic gồm Litva, Estonia, Latvia đã cùng thống nhất ủng hộ thành lập các tòa án quốc tế đặc biệt để buộc Nga chịu trách nhiệm cho những gì gây ra ở Ukraine. Ông Zelensky đã đón tiếp Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Tổng thống Estonia Alla Karis và Tổng thống Latvia Enki Levit. Theo Nausėda, những tội ác của Nga sẽ không bao giờ được dung thứ hay bỏ qua. Các quốc gia sẽ đảm bảo rằng lãnh đạo quân sự và chính trị của Nga sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý. Ông Nausėda khẳng định, Litva sẽ ủng hộ Tòa hình sự quốc tế ICC điều tra Nga cũng như những hoạt động tương tự mà các tổ chức khác đang làm. Trong khi đó, Tổng thống Karis của Estonia cho rằng ICC không có quyền tái phán đối với Nga. Do đó, việc cần thiết là thành lập một tòa án đặc biệt bao gồm các thành viên trong Liên Hợp Quốc để điều tra Nga. Ông Karis cho biết Estonia đang tìm mọi cách để buộc giới lãnh đạo quân sự ở chính trị Nga chịu tội ác chiến tranh và không thể nhận được quyền miễn trừ. Ông Karis cũng thông báo sẽ tổ chức hội nghị vào tháng 5 ở Estonia và mời những quốc gia quan tâm đến vấn đề này thảo luận. Cuối cùng, Tổng thống Levit của Latvia tuyên bố nước ông sẽ hỗ trợ đa phương để giúp Ukraine buộc Nga chịu tội. Nhà lãnh đạo này cũng đồng ý rằng thành lập một tòa án đặc biệt là cách tốt nhất để bắt người Nga chịu trách nhiệm cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko hôm 1 tháng 4 cho biết đơn vị chủ lực lực lượng bảo vệ và tấn công Ukraine gần như đã được hình thành. Theo ông Klimenko, chính phủ đã nhận được hàng chục nghìn đơn đăng ký tham gia lực lượng bảo vệ tấn công. Mọi người đã đăng ký tất cả các vùng trên khắp đất nước. Đây là một phong trào tự nguyện. Chúng tôi đã tạm dừng việc tiếp nhận thêm người gia nhập vì số lượng gần như đã đủ. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập thêm các đơn vị dự bị. Theo ông Klimenko, hiện lực lượng bảo vệ tấn công đang được chuẩn bị để tiếp tục các hoạt động giải phóng lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, vào ngày 30 tháng 3,
Bộ phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Ruslan Muzichak cho biết, tổng cộng đã nhận được hơn 35.000 đơn xin gia nhập các lữ đoàn thuộc lực lượng bảo vệ tấn công. Việc tuyển dụng lực lượng bảo vệ tấn công kết thúc vào ngày 1 tháng 4. Và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Đông Âu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.